Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của AnPhat. Lenovo Legion 5, một cái tên có thể coi là huyền thoại khi nhắc đến laptop gaming. Nếu như năm 2021 là một năm thành công của Legion 5, thì sang 2022 với sự nâng cấp đáng giá, chúng ta sẽ có màn hình siêu đẹp, cấu hình mạnh mẽ với RTX 3060, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ. Và giờ thì cùng mình khám phá phiên bản mới nhất của Lenovo Legion 5 nhé. Không chỉ riêng phiên bản năm nay mà từ lâu Legion 5 đã nổi tiếng với thiết kế mạnh mẽ, đầy cá tính nhưng không kém phần thời thượng cho các game thủ. So với phiên bản 2021 thì Lenovo Legion 5 phiên bản năm nay có thiết kế các góc vuông vức nên có phần mạnh mẽ hơn, cá tính hơn. Chiếc Legion 5 này có ngoại hình dày dặn 19.9mm, trọng lượng 2,4kg, tạo cảm giác đầm tay và chắc chắn khi các bạn cầm máy. Vỏ máy thì được làm từ hợp kim nhôm, chịu lực cao nên có khả năng chống sốc hoặc chống va đập cực tốt. Và thiết kế tối giản với tông màu xám hiện đại, logo Legion vẫn được làm lớn ở cạnh nắp lưng, làm nổi bật thương hiệu cũng như là cá tính chủ sở hữu chiếc máy này. Phần bản lề của máy cực kỳ chắc chắn và các bạn có thể dễ dàng mở máy bằng một tay. Phía sau thì có phần G nhô lên mang đặc trưng của thương hiệu Lenovo. Ngoài ra, thiết kế này cũng tạo điều kiện cho máy có thể mở được 180 độ, giúp bạn dễ dàng chia sẻ thông tin trên màn hình với người đối diện. Và như vừa nói ở trên thì mình thực sự ấn tượng với màn hình của Lenovo Legion 5 phiên bản năm nay. Ở đây chúng ta sẽ có màn hình có kích thước là 15.6 inch, độ phân giải WQHD 2560x1440, tấm nền IPS, độ sáng là 300 nits với 100% sRGB, bốn cạnh viền mỏng và cạnh trên được trang bị webcam chất lượng HD. Và đặc biệt, màn hình này có tần số quét là 165Hz, hỗ trợ AMD FreeSync G-Sync, tốc độ phản hồi là 30ms cho chất lượng hiển thị hình ảnh màu sắc tốt, độ nét cao, góc nhìn rộng. Hướng tới người dùng không chỉ là các game thủ mà còn là những người làm về công việc đồ họa, sáng tạo nội dung, cần một chiếc laptop cấu hình cao để làm việc, thì màn hình của Legion 5 có thể đáp ứng được. Và cộng thêm cả là màn hình này còn có hỗ trợ công nghệ Dolby Vision, giúp hình ảnh của các bạn có thể có chiều sâu hơn, màu đen ở màn hình cũng sáng hơn, nhờ độ sáng cao giúp các bạn quan sát tốt hơn khi chơi game. Và về cấu hình thì Lenovo Legion 5 phiên bản 2022 là một chiếc laptop gaming sở hữu cấu hình cực đỉnh với AMD Ryzen cùng đồ họa NVIDIA RTX 3060. Và một điểm đặc biệt nữa chỉ trên phiên bản này được trang bị đó chính là 16GB RAM và các bạn có thể nâng cấp tối đa là 32GB. Còn ở phiên bản trước thì các bạn sẽ chỉ được trang bị là RAM 8GB thôi nhé. Và ổ cứng 512GB SSD. Giờ thì cùng xem qua phần trải nghiệm hiệu năng với một vài tựa game nhé. Và trong những năm gần đây thì các mẫu laptop gaming Legion luôn được đánh giá cao về tản nhiệt, khi mức nhiệt độ luôn được giữ ở mức mát mẻ và xung nhịp ổn định. Legion 5 2022 tiếp tục phát huy điểm mạnh này khi trang bị hệ thống tản nhiệt bao gồm 2 quạt và 4 ống đồng, trong đó đã có 3 ống đồng tản nhiệt cực tốt cho GPU. Thêm vào đó thì máy còn được trang bị công nghệ làm mát hiện đại Legion Coldfront 4.0. Đảm bảo hiệu năng của máy cao nhưng vẫn duy trì trạng thái mát mẻ. Phần đáy laptop được trang bị giải lưới thuộc hệ thống tản nhiệt, giúp luồng khí nóng đi ra ngoài một cách dễ dàng hơn, kết hợp cùng các khe tản nhiệt ở hai bên và đằng sau, tối ưu không gian tản nhiệt cũng như là giữ máy luôn mát mẻ, hiệu năng ổn định, tạo điều kiện để các bạn có thể chơi game trong một thời gian dài. Và một phần nữa cũng liên quan đến trải nghiệm chơi game chắc chắn chính là bàn phím. Bàn phím của Lenovo trước giờ chưa bao giờ làm mình thất vọng. Bàn phím này thì là bàn phím Legion True Tri, cảm giác bấm mềm hơn, độ chính xác cao hơn và có LED RGB được điều chỉnh theo 4 vùng tùy chọn. Hành trình phím sâu, độ nảy tốt, phím bấm lớn, nói chung là về cảm giác gõ thì siêu thích. Và bên cạnh đó là phần trackpad có kích thước vừa đủ. Tuy nhiên nếu để chơi game thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng chuột rời hơn.
Và tiếp đến là phần cổng kết nối. Thì Lenovo Legion 5 rất hào phóng khi trang bị đến 4 cổng USB Type-A, 2 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45 cùng cổng nguồn và jack audio combo. Và hầu hết các cổng kết nối được đặt ở phần đằng sau máy để các bạn có không gian sử dụng chuột hơn, tránh vướng vào các dây kết nối cũng như là có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác. Và tổng kết lại thì Lenovo Legion 5 phiên bản 2022 là một chiếc laptop gaming hoàn hảo cả về thiết kế lẫn cấu hình, với màn hình siêu đẹp cùng khả năng tản nhiệt mạnh mẽ sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho các bạn. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.